Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chuyển con UST từ mạng BNB Smart Chain Bet20 sang mạng Terra nha các bạn. Thì để cho các bạn tham gia dự án claim con token STT các bạn. Thì để chuyển mạng được thì các bạn cần phải có địa chỉ BNB Smart Chain cho các bạn nha các bạn. Sau đó các bạn vào Grab nè, các bạn mở sàn Bankeswap mình ra nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn chọn con UST các bạn. Rồi đây nè. Rồi thì các bạn muốn swap bao nhiêu thì swap các bạn. 0.005 2 đô. Mình swap 5 đô cho các bạn thêm luôn. 0.09 0.0 con UT 0.09 đi các bạn. 0.09 đi. Rồi khoảng 3 đô 7 thôi các bạn. Mình swap nè. Rồi các bạn confirm swap nè. Rồi các bạn chấp thuận nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Vì của mình cũng quá là bận các bạn. Nguyên ngày hôm qua mà là mình mất. Mình nghiên cứu dự án này là mất nguyên buổi chiều ngày hôm qua các bạn. Rồi sau khi các bạn có cái đồng UST này là mạng BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn, thì các bạn cần phải có một cái địa chỉ MetaMask các bạn. Thì các bạn mở ra nè các bạn. Sau đó thì các bạn copy cái link sẵn với phần link mô tả dưới video mình cho các bạn dán vào nè các bạn. Sau đó thì các bạn mở địa chỉ với MetaMask các bạn. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Đây BNB Smart Chain rồi. Thì cái dòng đầu nè, các bạn chọn giùm mình là BNB Smart Chain các bạn. Connect. Nếu connect không được thì bạn nhấp ba gạch cùng nè, nhấp vào trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Rồi các bạn bấm connect nè. Sorry. Không được ta. Sorry các bạn nha bạn, mình lộn các bạn ơi. Các bạn chọn dòng đầu BNB Smart Chain nha các bạn. Dòng thứ hai các bạn chọn Terra nha các bạn. Làm biết lộn luôn các bạn ơi. Rồi các bạn chọn connect mới được. Rồi các bạn chọn MetaMask nha các bạn. Rồi sau đó các bạn mở địa chỉ với MetaMask tất cả các bạn ra nha các bạn. Rồi các bạn connect nha các bạn. Rồi sau khi connect xong thì các bạn chọn cái vào cái mục USD nè các bạn. USDT nè. Rồi các bạn chọn mắt nha các bạn. Rồi sau đó cái dòng address này thì các bạn copy cái địa chỉ với Luna nha các bạn. Địa chỉ với Luna trên với Max Wallet đâu. Rồi ta. Thì các bạn lưu ý nha các bạn. 12 chuỗi cụm từ bảo mật trên với Luna cũng cùng chung với địa chỉ BNB Smart Chain các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào BNLine nè các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ nha các bạn. Thì đây hiện các bạn, mình cho các bạn coi số dư mình luôn. Mình là có 30 UST nè các bạn. UST chứ. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi sau đó các bạn bấm net thôi các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm vào confirm. Rồi sau đó các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Thì video này mình đã hướng dẫn các bạn chuyển mạng BNB Smart Chain qua mạng Terra đây các bạn. Video sau mình hướng dẫn các bạn setup để mở khóa những cái token nó đang bị phá nha các bạn. Rồi mình qua mình bắt up lên mình coi nè. Rồi thì các bạn chờ khoảng 4-5 phút gì là tự động token này nó sẽ về đây nha các bạn. Vậy với Terra của tất các bạn nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây cũng để mình chờ chút xíu. Tất cả các bạn cũng thông cảm cho mình nha các bạn. Vì khuya quá nên mình không có làm cái video hướng dẫn các bạn tỉ mỉ được. Nên mình làm cái video hướng dẫn các bạn rút cái token UST trên sàn Ray.io này thì rất là tốn phí nha các bạn. Nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu các bạn. Các bạn claim được cái dự án này các bạn mỗi hạt ăn nhà lắm từ 500 bit. Rồi các bạn, sau khi các bạn chuyển mạng xong thì các bạn chờ khoảng từ 5 phút các bạn. Nó chuyển hơi lâu nha các bạn. Để mình chờ chút xíu các bạn.
Rồi ok, mình 30 đô vậy nhảy lên 34 đô là chuyển được các bạn qua mạng Terra nè các bạn. Rồi các bạn cứ việc vào một app mà Claim dự án con FTT nha các bạn. Rồi vậy cỡ khoảng vài tiếng nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái video setup sau các bạn. Vì hiện tại quá nhiều dự án các bạn ơi làm kịp. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.